家的小，小圆，但还是望寄望快点儿，万金现代现代化的楼范围居住。娱乐业。对了，没有，没有对，没有，等于了。Tức là Tôi thì rồi. nói chung là không nỡ ha, không không đành mà phải phải rời đi á. Nó cái xẻo giản cái nơi mà nhỏ này, cái công viên nhỏ, nói chung là tru chai xẻo chi ở trong cái tứ hợp viên đó, nó có cái nhỏ 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 thắt nhỏ đó. Rồi, từ từ tiếp hơn Nhưng mà tôi thì cũng hy vọng nhanh rằng hy vọng nhanh một chút. Tức là những cái văn hóa hiện đại. không? Dịch văn hóa hiện đại hả? Hiện đại quá. À, hiện đại hóa đúng rồi, hiện đại hóa những cái ngôi lầu, tức là Tôi mong muốn là tôi mong muốn một ở một chút ở đây đó, là cái nguyện vọng của tôi mong muốn rồi, nhưng mà chuyển vào đây thì những cái căn phòng nó cũng mình nơi mình sống đó, nó cũng hiện đại quá lên nha. Lúc trước là cô cái này cô tự học hay là cô học thầy cô nào mà không, nói sao chung không là nhanh cô vậy? không có học mấy cái này, nói chung là cô chỉ học từ vựng xong rồi xem clip thôi chứ không có học trong cái ngữ cảnh này á. Cô đọc siêu quá, đọc đúng thấy nữa, nhưng mà cứ đọc ra nó sẽ đụng rất là nhiều từ mới và mình nhớ rồi. Cái này là cái bài số 11 của trong cuốn HEK4 ha, đầu đầu bài. Cô có sách không? Là hồi đó học lâu lắm rồi không nhớ nữa, dục đâu Đây. Cô thử dịch mấy cái này. nhắn rắn là thanh niên, nhắn chinh rắn nhắn chinh rắn tả bạn từ duyên lái phiêu làng là, tức là những cái người trẻ thì ngày càng ăn vận trang điểm thì càng đẹp. Đúng rồi, tạ ban là ăn điểm trang điểm, từ tở là nó bổ sung cho việc trang điểm này, là được cái việc trang điểm nó là càng ngày là càng càng đẹp nữa nha. Thấu sớm mình chỉ Rồi từ từ, chinh cao cao đang nghĩ là gì? à Nói về cái à tiện những cái ngày 24 tháng 12 này, ngày 1 tháng 1 này. lễ Lễ gì mà có cái cây Noel này, cái cây mà chị chết mẹ chứ. mẹ nuôi nè. À đúng rồi,
Sinh tan Tuần tan chiến chuyển. Ừ. ứa xiên Xin nhãn khoai là gì? nhãn khoai tàu lợn, Ừ. kiểu như là xuân, xuân tan là Giáng sinh, tức là Ừ. mùa Giáng sinh và năm mới thì gần đến rồi. Sắp đến hả? Ờ, cái năm mới sắp đến hả? Chữ chữ khoai mà đi với chữ tao là nó nghĩa là sắp có việc, một cái việc gì đó. Ừ. Thôi, cô dịch coi tiếp nữa Thông sư mình thì chinh xuế là lãng cực tu yue hàn yu là chinh thiên xén chính tà chia xuế biển liều thán thán tự chỉ tờ cảm xiển hứa sân hội yoshima y chen hứa hứa chen Chuyện gì? hứa chen ni dạ có ý dễ khởi Thì dễ khởi thì khởi gì thì ta đang nghĩ là gì ta? là các bạn đã trải qua bạn cùng lớp là các bạn mà cùng lớp cùng trường ấy thì đã từng học hơn học 2 tháng học hơn 2 tháng tiếng Trung. Đúng rồi. Năm nay là nghĩ là sẽ muốn mời cả nhà muốn mời cả nhà kiểu Mời mọi người như ha, đừng có dịch là cả tổ nhà, mời mọi tiên người. Từ chúng ta cha đây mình dịch dịch là cả nhà, mời mời mọi người á. mời mọi người mời mời mọi người Ừ. mời mọi người thảo luận Ừ, thảo luận về mà cái cảm nghĩ. phải không, phải thảo luận không, cái là nói về cái kiểu như thảm thảm là nó nói chuyện ha, cái cuộc trò chuyện. Ừ. Nói chung cô dịch thảo luận thì nó thật sự nó không có cái đúng lắm á, thảm thảm là nói chuyện về tùy ý, nói chuyện về tùy ý về cái cảm nghĩ và cái kinh nghiệm của bản thân á, nói chung thảm thảm thì nói chuyện hay là dịch trong ngữ cảnh trao đổi cũng được ha. Rồi cô nói sao rồi Là tức là mời mọi người nói chuyện về những cái suy nghĩ của mình ừ. và kiểu như cái kia là kiểu như cái những cái hiểu biết của mình. Ừ. Kinh nghiệm á, thị hui là kinh nghiệm á. Rồi sau mời nếu như có ý kiến gì á Thị là đề ra, cũng có thể được đề ra. nha Giờ sẽ mơ y chen hở, chen y dễ khởi gì, thị là đưa ra. Nếu mà có cái ý kiến gì và cái kiến nghị gì đó thì mình cũng có thể đề xuất ra. Rồi. Rồi.
Căng lái tờ sử học của vụ xuế quan Bệ Trinh tờ chí học tráng 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 chữa trang hiện tại vừa lại vừa xí quan là kiểu như là vừa lúc mà vừa đến thì tôi không có quen với lại những khí hậu của Bắc Kinh, nhưng mà thường thì Cảm Mau là bị cảm cúm. Hiện tại thì càng ở đó thì càng quen. Đúng rồi, nói chung là mình chủ yếu học cái mẫu ngữ pháp là gì lại gì gì đó. Chữ chữ can đây là nó nói là vừa mới gì đó hả? Can lại tờ sử hào của tờ si quan bể chinh tờ chi hào chọn chọn can màu sen chay dê lại dê si quan là mày khờ hỏi nói sao này. Bọn mình tập Hàn ngữ越来越好, chúng ta chúng ta sẽ có ý tứ là kiểu như chúng tôi tiếng Hán của chúng tôi thì càng học thì càng thấy tốt, nghĩ rằng là càng càng học thì càng thấy nó trở nên thú vị. À đúng rồi, mà nay đâu đâu có chữ nào học đâu, nói chung nó là tiếng học tiếng chữ cái tiếng Trung của tôi, cái chữ thì nó càng ngày là nó càng càng tốt thôi, nhưng không thấy chữ học hơn. Mình đạt được là càng ngày Chữ đi. xuống ở đằng sau đó, Đúng chữ rồi, học đó, đâu đâu có chữ nào học đâu. Cái này chữ hả? xuống Đây chữ đó, đang chữ đang mới gì học này, đang mới thì là đó. một cái càng càng thú vị nè, cảm thấy càng thú vị này. Rồi câu Mali. Quả thật bạn nhậu chưa lại chưa tôi là tức là bạn bè của tôi càng ngày càng nhiều. Đúng rồi. Rồi. Phong dọc dưới tua dưới hảo chạy cha hảo phụ mũ chu chu mân hảo phong dầu mà nghĩa là bạn bè thì càng nhiều thì càng tốt, kiểu như là bên ngoài kiểu như là dựa vào bố mẹ, ở nhà thì dựa vào bố mẹ, còn ở chẳng phải là bên ngoài thì mình phụ thuộc vào bạn bè đó sao? Đúng rồi, ở nhà nhà bố mẹ là đừng nhà bọn mày. Trung Quốc dài hẳn hảo chứ, hoa chưa sĩ quan chưa số gì dạ như lại như lại Bàn mập á, cái mập á. à dưa phang là kiểu như những cái món Trung Quốc thì rất là ăn rất là ngon, tôi càng ăn thì càng thấy thích. Sở dĩ tuy nhiên kiểu như nếu như mà mình cái gì là càng ăn thì càng béo ra. Đúng rồi ha. Quả chuối tờ Rồi. nhấn mình tờ sân phố y tiên bị y tiên Tuần phu. y tiên phong phu nén chim rắn chưa lại chưa khai chưa khỏi chưa lại chưa khỏi tả phân Đúng tả phân rồi, tạ phân, tạ phân, tạ. tả phân tớ vừa lại vừa kêu lên là Rồi. tôi thì nghĩ là mọi người cuộc sống của mọi người thì
một ngày sẽ phong phú. Những người trẻ thì những người trẻ thì càng ngày những người trẻ thì Ừ. Càng ngày càng biết trang điểm, chữ hui đây là nó có càng vừa biết có nghĩa là có thể khả năng gì đó, còn nó vừa có thể là sẽ ha, có hai nghĩa, nhưng mà trường hợp đây là biết biết trang điểm. là tạo phân tờ vừa lái vừa kêu lan lợ, ví như là những người trẻ này thì càng ngày khi càng biết trang điểm thì càng trang điểm thì mình càng trở nên đẹp ra. Đúng rồi, tở là cái việc á, cái việc mà trang điểm á thì càng ngày càng á làm mình đẹp ra. Đúng rồi. Cái từ này nãy cô đọc là gì, gọi là Thảo. bao, bao là nói là dựa vào. Đúng rồi. Ok, tại do nhầm cái từ, ví dụ như là người già họ cũng dùng từ này hay sao không biết. Từ Cô phao đọc là sai rồi đó. Đọc yeah. là thao nè. Thao. Thao. Khâu là dựa vào Dựa. đúng không? Dạ. Khâu. Ok. Đó. Nhớ dài nữa. Khâu. Rồi. Thử đọc Chuyển thử qua. cô. Ok. Cô sửa thử hả? Hay là thôi cô đọc đi. Không, em đọc đi. Nãy giờ cô đọc nhiều quá. Tan sân trễ hở sinh nến khoai tao lơ, vu sẹo san ten tao. Từ đây là từ gì ta, không biết từ đây, tôi biết từ đâu Từ nào từ đây. à, đã mà Đặt à, đặt là đặt đặt để sắp xếp ấy, bãi giống sao như là bãi thằng này là bãi dần dấu ba à, thanh ba. bại à, bại trơ tan sen sau Chủ. su là cái này đọc sao ta. Đây là Trang sư phải không? đúng Trang sư trang trí, trang sư tở phai chản veo len của khan rồi. chen hận tua tung của rỡn dễ mại tan sơn su hở tan sơn lì u. Cái lễ mà dân sinh á, và cái tái sắp đấy nhá, thì cái những cái tiểu thương á gì đều là không 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 có, mà tiểu thương nào mà không đều đều không có đặt cây giáng sinh, cây thông Noel đó. Trang sư là trang trí để mà cho nó đẹp, nó rất đẹp. Tôi cảm thấy thì rất là nhiều người Trung Quốc cũng mua cái cây cây Noel, và cái quà tặng của cây Noel. Còn cái chữ nào sai cô sửa ha. Ok, em cứ đọc đi. Lão sư của thinh xua Trung Quốc rảnh dễ khai sự của tan sơn trễ lơ sư ma. Thầy ơi, em nghe nói là người Trung Quốc ai cũng là để mà bắt đầu thì đều là có cái lễ Giáng sinh phải không? Ừ.
Y bản cha, y bản cha thỉnh sư vũ qua tan sơn trẻ tơ dầu tơ rẫn qua sen tan trẻ khở nắng sư sĩ hoan tan sơn trẻ na trụng hoang na trụng hoang à. Cái này gì? Ừ, chữ đó là chữ hoan trong từ sĩ hoan đó. Ừ, sĩ hoàng là trụng hoàng tung tơ chi. Ồ, rồi đọc Hoan cái lửa. Hoan lửa. này. Chữ Hoan khoan lửa. cái này à? Sao cái chữ trước kia em đọc hoan vậy? Em đọc đúng chưa Quang đúng? lừa à, quang lừa tơ. Rồi từ đây không biết cách đọc rồi. Chi phân không khí Gì á, phân? Yeah. Gì không phân khí bằng không khí á, là chi phân là bằng không khí, không khí Ừ, gì phân? Hải trư mẫn nắng chúng ba ba ma ma nà tở tao liễu tan rãm dễ hợn cao sinh bủ qua trung của trui ta tơ trẻ rư hải sư chun trẻ à, cái từ này nó không có đọc trễ gì hết, đọc là chía từ nào từ nào à từ đây chỉ à chỉ là lễ không đó, chỉ đọc là chía chứ không đọc là trễ, đọc là chía chỉ chía. rồi dịch là ý ban cha là thông thường nhà nào thì thông thường thì cái này dịch sao ta không thông thường thì trong nhà thì không có trải qua cái lễ Giáng sinh đúng không? Cô dịch Nhưng mà coi cái sao? chữ thiến đó là kiểu như là cái sân trước, có trên sân trước nhà mình đó. Thông thường thì sân trước Ở cái nhà thì sân thì sẽ là không không trải qua cái kỳ kỳ Giáng sinh nữa cái kỳ đúng không? đó là sinh tàn chí là cái mùa lễ Giáng sinh. Rồi cái mà cô dạy dịch dạy đúng không? Nó sẽ hiểu không? Ồ, sát nghĩa đó, nhưng mà không biết là gì sao hay, nhưng mà dịch thì đúng rồi, nhưng mà ý là nó khác nghĩa quá ha, tức là không có trải qua một cái kỳ Giáng sinh. Thì cũng cũng có người là trải qua cái lễ Giáng sinh, có thể là họ thích cái Giáng sinh vì nó vui vẻ với vì cái Giáng sinh cái bầu không khí nó vui vẻ, có thể là bầu không khí vui vẻ nên họ thích cái Giáng sinh này. Những đứa đứa con cũng có từ ba mẹ và mẹ thì nhận được những món quà đương nhiên là cũng rất là vui, nhưng mà người cái ngày lễ thì ngày lễ của gì to lớn nhất của người Trung của Trung Quốc á là ngày Tết. Chuyên trễ là ngày tới á, nó bằng như sinh nhật á, sinh nhật trễ. Đọc sai sạch trơn. Lão sư của Chen Y trả mơn khai y cơ sinh nén sinh nén lén à sinh nén lén hoàng huy Lén sinh khoan, lén lén khoan khỏe. hoàng huy trận mây gian thầy ơi thì em có ý kiến là chúng ta thì mở một cái gọi là tiệc tiệc đầu năm thì nó như thế nào được đó họ Ừ. rồi cái này là cái từ vựng của nó đây chùa khưa là làm thách
làm khách về lại Đáng duyên. lẽ là nãy phải đọc cái này trước rồi người ta mới lên cái Không đoạn văn cho nó dễ, tự nhiên cái đâu bút từ đoạn văn. đâu, cái này đáng lẽ là phải đọc cái đó, cái đoạn văn đó trước mới đúng nhớ, tại do cái này là ông mà ông lại cô học là năm mà học hát cái ca năm rồi ông lại nữa thôi, À, còn cái này tại vì là thường cô học là cô học từ vựng trước xong rồi cô mới lên đoạn văn, chứ đúng tự rồi, nhiên thì bình thường là chị đọc lên là đọc đọc như ra này. trước này, nhưng mà cô học ấy hát ca năm rồi, còn đây là nói mới là hát cái ca bốn thì ôn lại thôi, coi thử cô còn nhớ hết Có từ đâu nhớ đâu. không. Đó, tạ tỷ cung hợp không khí sửa sửa trên đó, là nó là tứ hợp viên của Trung Quốc. Nói chung là nó nổi ở ở Quý Châu, nó rất là nổi tiếng với một cái là rượu là Mao Thái Chiểu, là tức là dịch ra tiếng Việt của mình là Mao Đài á, cái rượu Mao Đài á, nổi tiếng. Doan Trư là cái sân nè, Trung là cái lạ, Trung nãy cô đọc sai cái tên luôn, đọc là trụng không sai luôn. À, trộn Cưa là trong trong là loại cưa là nói chung là cái lượng từ đếm cây. Trạo là cái quả, trạo là những cái quả quýt quýt táo đỏ vì nó cái rượu tại mà uống thuốc bắc là nó có cái táo nó trễ là kết nha. Sao cái này nó dịch là nó khác không, mấy cái tiếng Anh của cô nó đúng không, sao nó trễ thì là cái đầm hoa kết quả mà đúng không, thì nó đập bia. nghĩa là kết quả đó. Chẳng là cái vị, chẳng chẳng là mình nếm nếm thử, chẳng là ngọt, dê dê lại dê, cay đây là mình xây dựng, cái cay đây là xây dựng, trui trải đây, nãy cô dịch từng từ này, nó có bốn từ là nó ghép lại, mà cô dịch từng từ, trui trải là nó không là nơi mình sống, sợi chi là cái những cái kiosk á, mà nó lớn hơn, nhưng mà Là cái bốn bốn từ này từ là nãy dịch là sao? Khu Khu đô thị. đúng rồi, trù trải sẹo chi là khu đô thị, trên là xây dựng, ban ban là giờ chỉ, dĩ hòn là kiểu như là mình làm tiếc, tiếc tiếc núi, sợ bu tơ sợ bu tơ sợ bu tơ, cái này tiếng tiếng Anh là nó nói vậy Là to be low to use or part nở đúng không. with. Không, thay tiếng nếu mà tiếng Anh không nở mà nó dịch như vậy không biết sao luôn, như là nó Mà kiểu như em có thể dùng chữ reluctant á thì nó sẽ thuận văn hơn, còn cái từ này thì nó mới, tại vì cái này là nó dịch tiếng Anh nhưng mà có những cái từ nó dịch nó không có đúng, kiểu như nó chỉ dịch cái mình nó làm nó giải thích cái không từ đúng nghĩa nghe, đó đúng không. nó là giải thích thôi chứ nó không phải bằng y chang vậy. Mình sẽ dùng những cái từ mà mình phải nghe nhiều nữa, mình mới biết là cái từ nào là người ta hay dùng, chứ mình dùng y chang là chết. Rồi, Lý Khai là rời đi. Sen tai hoa là hiện đại quá này, mà cô dịch là văn hóa gì đó. Sen tai hoa là hiện đại quá. Rồi. Sơn à, cái này đã đọc sai luôn. Sơn tan trễ mà đọc là tan sơn trễ. Nó Ủa, sơn tan trễ. sơn tan chía đúng À, mà, phải sơn đọc tan trễ. sơn À. Rồi. Xin nén là mới, sủy pen là kiểu như là tùy ý của mình, it's up to you, tùy vào bạn, sủy pen. Rồi cảm cảm sẹn, cảm sẹn là cảm tưởng, suy nghĩ của mình. Nói thị huy là kiểu như là cái kinh nghiệm của mình, thị huy. Rồi y chen là ý kiến, Gen Y là đề xuất, Thỉ là đề ra, Chu Mẫn là rời rời khỏi ra khỏi nhà, Rỉnh Mên là mọi người, Phân Phu là phong phú, Tạ Ban là trang điểm, Trang Sư là trang trí, Trang Sư Lì U là tặng món quà.
Hoan lưa là vui vẻ. Trễ rư là nghĩa ngày lễ. Trễ rư, trùn trễ là nó cũng nghĩa là cái ngày ba ngày Tết ấy. Mấy cái ngày một, ngày hai, ngày ba thì ba ngày Tết đó, nó Lunar New Year. Tết thì nó ăn tích tích ta chứ nó không có theo mà tích tay. Khai là giữ, khai là bắt, khai tên là nắm, khai là nắm giữ, khai tuần là bật đèn. Lãnh lãnh hoan huy là tiệc ha. Rồi rồi cô, câu này nghĩa là gì, cô đọc một câu em đọc câu nó. Lâu xa xa Lẩu xa xăm lại y lại mơ ý cùng đến, rỡn. tức là dưới lầu có một người đến, có người lên, kiểu như người đến. À, dưới cái lầu thì có người đấy không? Chén men khai qua lại y lên chu chu chơ là hồi nãy cái này là cô dịch là cái phía trước, phía trước thì có một chiếc xe. Chu chu chưa là chu chu chưa là chu 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 chưa là cái xe buýt, xe buýt. Chu chu chưa đúng ta, cung cung chi chưa, cung cung chi chưa mới là xe buýt, còn chu chu chưa là cái này là sai gì cô quên mất tiêu rồi. Taxi. À taxi vậy mình thuê xe taxi nha, còn tạ tí mình gọi ha. Đi bằng nhiêu rồi, nhưng trước thì có một chiếc xe taxi nó đã đấy đấy rồi. Tới cô nè. Mẫn chiến đông đưa Trung ý cơ su, ý khơ là su trước cổng thì có nhiều loại cây, đúng có rồi, loại cây có một hàng cây ha. hàng cây ạ. Ý ý khơ su đây là hàng cây á. Rồi Nhưng mà cái chữ trong đó là ý là nó muốn nói là cái loại à. cái thì nó chung là nó nói như thế này, ví dụ hai cái cây bên đường này nó kêu có cái hàng cây như thế này thì nó đếm là cái lượng từ nó bổ nghĩa cho các cây. Rồi có đi ra ngoài không mà thấy ho dữ vậy, Hả? có đi ra ngoài là chỗ cô có mắc covid gì nhiều không hay bị cảnh Cô mà bị rồi. là cô bị ho, vậy là bị do bị trào ngược dạ dày á, nên là nó cứ ho suốt vậy ạ. Trước nói chung là nghĩ cứ sợ bị covid dịch thôi rồi lo. Ủa em ho quá trời luôn, cô cũng tưởng em bị không mà không phải. Mà sao đi ra các xét nghiệm âm tính. Mừng ghê luôn, tưởng đâu là cũng ở khu nó bị, chắc mình cũng bị hết rồi. Nhưng mà bữa là em chích là em phải 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 xét nghiệm trước là em mới được chích, hay là mình muốn chích thì mình ra mình chích? Đâu chích là ra chích à, nhưng mà lúc trước là kiểu như có những người mà họ đi test, họ họ lấy cái cây họ thọc vô cái mũi á là âm tính rồi Có không? nha. Hồi đó em bị lấy cây bỏ vô mũi à? Không ai nói chung nó xét nguyên cái khu luôn hiểu không, Em coi có bị thử. không? Không không ai thì âm tính, ai âm tính thì nó cho về nhà, còn ai dương tính thì nó kêu lại nó phát thuốc. Nhưng mà bữa mà em nói em chích extra gì đó là mũi sau, mũi hai của em là em chừng nào em chích chích chưa? Chưa, phải 2 tháng mới chích nhé. Nhưng mà cái ngày mà em chích về đó, em có bị sốt gì Nó đau cơ lắm, nói chung là chích là vô cái cơ nó đụng cái gì đó, cái cơ nó như nó tê 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 mà nó đau. nhưng mà em bị đau là em nằm em quốc nghi qua bên tay trái luôn đúng không? Không, nó cũng không đến đau não vậy đâu, nhưng mà
kiểu như là nó ủ rũ người xíu là nó đau cái cơ ngay cái chỗ đó, nó đau, đau Mấy ngày rồi em mới hết hẳn. khoảng 2-3 ngày là nó hết. Có người thì bị tê tùng, nhưng mà đừng có áp đặt những người trường hợp thiểu số cho mình, hay tại do lo coi những người mà họ chích extra rồi, hay là những thì có những người đánh giá rồi mà biết bao nhiêu người chích Ok. mà. Ok, mình học tiếp. Ok, để hỏi biết. Nói chung thích học kinh tiên trùng nghiệp để nhìn lại ôn lại, nói chung học Nói cái chung mình trường cũng vựng nó thích, không nhớ nhưng mà được. tiếng Trung là thích kiểu như những cái cảnh của nó ha, thích ghê luôn đó, những cái cảnh đẹp. Rồi. Ủa nhưng mà nghe nói là Astra là nó có cái chất gây ung thư gì á, là cái chất đó là có từ ban đầu hả, hay là nay nó mới Không, phát hiện ra? chưa có. Chưa có. Rồi, hồi sáng mới làm, nói chung làm clip chỉ cho các bạn. Bạn kia bạn mới học. Để từ học tiếp thôi, nhưng mà giải trí xíu. Đây này, cô nói mấy cảnh đẹp thì này này, có phải em nói là làm này. Rồi có mấy từ này không biết, chắc cô biết hết rồi, tại vì nó đơn giản mà có khi không biết á. Rồi từ đây là gì, mấy môn học qua cô có học qua chưa, nhìn biết nghĩa nhưng mà chưa học qua này. Thể duyên là thể dục nè, vừa là âm nhạc, Đúng rồi. lịch sử là lịch sử, su xuế là toán, khu xuế là khoa học, Đúng rồi.地理là địa lý. Nhưng mà mấy môn học thì cũng có những môn chưa học nhưng cũng có mày biết. Rồi hôm nay là cái nói về cái tiết học thì nó là khưa 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 giữa khưa là trong rừng, khưa là khưa tiết học chứ không phải là khưa, khưa là cái lượng từ của cái cây hơn. Rồi Cái lượng từ của đây cây là chữ khư, nó là dấu nhấn một, mà còn cái chữ khư này là dấu nhấn tới hai lần. à, cái nào cái này là bốn nhé, thành bốn nhé. Rồi thành bốn, ý là cái khư kia là nó khác, khư kia là thanh ngang mà. Tới cái bộ nó thì bộ đầu nó khác không, từ chậm được coi là thử hơn, đi học sẽ Nó nhanh có được cái nhé. ngô bữa trước. Rồi cái này thì mình học thích học môn gì bỏ vô. À đúng rồi, nó có bộ, có không có bộ ngôn nhưng mà nó có bộ gì biết không, cái cai, cái cai ha, cai cưa, đây là cưa, còn này là cưa, có bộ cai trước tại vì nó đếm là lượng từ của cái cai. Rồi mình thích mong gì học bỏ vô hơn đó. Rồi đây có khi mấy từ đây cô không biết nè. Rồi, cô thử đọc hỏi nào. Cao, ải, sầu, Sầu. kiêu là Ok. khó khăn, xoài. Rồi. Từ ải là từ lùn thôi không? Con nghĩ từ đây cô hay là biết hết rồi. Khó Cái từ khăn nó sâu là khác. ốm hả? Sầu là gài ốm á. Bêu lên là nó khác với từ hảo khan chỗ nào cô biết không? Là kiêu lan là xinh đẹp, còn cái hậu khanh là nhìn ưa nhìn, Dễ nhìn ha. Rồi. là nó không đẹp bằng cái kiêu lan. Kiêu lan Đúng rồi. Rồi thì mình cái này mình miêu tả về cái anh trai mình bạn đây, thì nói là anh trai tôi thì cao còn tôi thì lùn, thì đó mình bỏ vô. Rồi có thử đọc được cái chữ đâu? bỏ tao cướp rồi, hẳn hẳn Yeah. tao. Kiểu như là anh trai của tôi thì rất là cao. À, còn cái chữ này cô đọc được không? Chữ này. Chữ nào? Này, chữ này cái mũi tên nhỉ, không? Thấy gì đâu cha. Ủa, không thấy gì? Là này. Ủa chấp tắt đó hả? À, chỉ Trời dạ thôi ơi. chứ. Nỉ dạ dâu. Chữ sau thì không biết ạ. Dâu xa lâu ạ. Sẽ chỉ xác á. Ở sát hả? Giết hả? Xa. Vậy là
Nghĩ dễ dao sao Xa lơ quả, xa dễ lơ như là lửng, bạn định giết em, tôi rồi tức là em chữ dễ đó là cũng mà à? cũng em cũng muốn giúp tôi sao. À đúng không, đâm vô chữ xa, xa là giết nha, nhớ chữ xa là giết. Rồi rồi, nhìn nhìn thấy có lỗi của phim không? Người ta biết lỗi của phim này, ta du ký ngày xưa cái Sao lỗi của phim của có một cái người có tay này, họ cầm dụng cụ đồ trong phim ta du ký, mà khi chiếu lại mình không để ý, nó cắt bỏ khúc đó đi, nhưng mà khi là nó có lỗi này. Rồi cái đây vậy là cũng là chiếu phim là cũng lỗi vậy luôn hả? thì đúng rồi, chẳng hạn như ta du ký làm gì mà ngày xưa có mấy cái cột mà hải đen á, biết không, cột mà chớp chớp nháy nháy á, thời đó là chưa. Ừ, nhưng mà nó sẽ qua lại nhẹ. Ừ rồi, đây là chỉ chọn là thức dậy à, chư trậu, chư trậu phan ha, trậu phan là ăn sáng, mà trạo can là cái bữa sáng. Chư trậu, hai từ đó nó giống nhau, dùng cái nào cũng được, mà họ hỏi người Trung rồi, người đã hỏi người Trung rồi, người Trung kia nó giống nhau. Trạo phan với trạo can là nó giống nhau. Chư ủ phan, chư ủ can, chư quản phan. San xỉa là đến lớn này. Rồi xà xỉa là về, xong mà rồi ủi cha là về nhà. Chua chua dê, chua chua dê là làm bài tập. Khan ten sư là xem tivi, suy treo là đi ngủ. Này mấy cái này là cô làm được hết rồi đúng không? Nào, ví dụ như này, hiệu ứng rồi chỉnh rồi, có mấy cái đó chỉ hết rồi đó, bỏ vô rồi. Bị chỉ Một tẹn cái hiệu ứng mà cái hiệu ứng con hạt là đó là em lấy đâu, cũng là trong đó luôn có sẵn rồi. đúng rồi đúng rồi, hiệu ứng cung hạt rồi, dễ lắm, người nó có ấy. Nói chung cự tự cô làm cô mới tìm hiểu rồi mới 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 đạt được, thì cứ mỗi cái là em tìm hiểu một cái, hiểu không, tức là lúc sẵn bài thì mỗi cái cho nó một ứng dụng đi, một cái hiệu ứng hay là một cái cách đi, thì cái này nó khác thì cái kia khác à, thì là cái này nó khác thì cái này hay nè, thì mình nhớ sau này soạn nè. Quả liêu tẹn ban chỉ chẳng mà tôi thức dậy 6 rưỡi đó, thì mỗi cái này nó thấy không, nó một cái vậy đó là nó khác, thì nói chung là cứ cô đụng nhiều thì cô sẽ biết nhiều. Vì có những bạn vẫn cứ máy bận lái mấy cái ứng dụng, cái mấy cái mà cứ hay dùng đó, làm đi làm lại mấy cái đó biết nó nhàn, nhưng mà trong khi là cứ soạn giáo án rồi này, rồi soạn bài thì cứ gặp nhiều, rồi chỉnh sửa cái nào không biết thì học luôn. Với lại em cũng hơn nữa là em cũng đang học tin học nữa rồi. Cậu cậu là con chó, mau là con mèo, nạo nạo là con chim, thu trư, thu trư là con thỏ, sở sở là con rắn, và dĩ là con cá. Nhưng mà ở Trung Quốc đó, họ sẽ dùng là cái số đếm, họ nói là bạn là cái thuộc về cái con giáp gì á, nị trụ sảnh mơ ha, nị trụ sảnh mơ. Người ta sẽ nói mình ví dụ như là em là con gà thì em là quả trụ chi, còn cô là con gì thì cô sẽ nói cô là con gì, Mau. mao lông mèo Thì hơn nữa là họ cũng nói à, con mèo vậy là năm bao nhiêu nữa, nó có năm năm ví dụ ất dậu tý sửu gì đó nói ra. Hôm nay là lượng từ đếm, đếm về cái con rắn, có những cái dài thì mình đếm mình thẻo hay y thẻo sữa, y thẻo sữa nó là một con rắn dài, còn con cá cũng nó dài dài thì mình đếm là y thẻo dĩ, con đường thì mình là y thẻo lu, bỏ chữ sữa đem rồi. Cái con hỏi bạn gì cái dám ăn thịt rắn không, thì nó là nghị cạn. Ở Trung Quốc họ
biết họ ăn không ấy. biết gì, thấy Việt Nam mình là thấy món gì cũng ăn hết. Ừ. Gì cả sư sợ mà đó, thì hỏi mà Đi cản gì cả chị sư sư sợ mà. Ủa, nhị cảnh chứ sợ mà. Mày vô cái dám ăn sợ luôn ma cái hả? này. Đúng rồi, đấy. Nhị cảnh chứ sợ mà. Sợ lần rắn Sợ ma à? nè. Rồi. Sợ Rồi những con đây thì nó sẽ dùng là cái từ trừ ra đếm hết. Y trừ cậu là một con chó, lẹn trừ mèo là hai con mèo, san trừ nẹo là ba con chim, và sư trừ thu trừ là bốn con thỏ. Rồi cái này là cái ngôn ngữ như là đếm, mà kiểu như đếm một cái viết nó cũng có là chữ trừ à, nhưng mà nó nó trừ mà nó trừ khác. khác, nó trừ đây đúng rồi, nó là đây đây số số hai đây không. Ừ. Nó vừa là cái nhánh của cái cây, vừa là đếm lượng từ của cái viết. Rồi cái à nãy nói là cái ngôn ngữ đó ha, cái ngôn ngữ thì cái mình nhớ chữ trung quẩn hay là dị này, hay là giống nhau này, diên quẩn diên dị xi ban giống à. Bữa sau sẽ nói chung là sẽ soạn cái tiếng Tây Ban Nha để nhờ cô chỉ, mấy nay cũng đang học tiếng Tây Ban Nha. Cô học tiếng Tây Ban Nha tới tới đâu rồi? Được Rồi, A Tây Ban hai Nha của Ngọc mới có ban đầu. Trời, chưa? em nghĩ sao vậy? Trong thời gian ban ngày là phải học chung rồi học tùm lum tà la, mấy cái đó học mỗi ngày câu năm câu không biết tới chưa nữa. Ủa thấy thấy Tức cô là chăm chia ra học chứ sao học một ngày mà em học 10 ngôn ngữ được. Em phải mà. chia theo thứ chứ. Hay tại thấy cô là người chăm nhất, thấy ngày nào cũng học ấy, còn em cứ em chú Trừ trọng mấy khi ngôn ngữ đây bệnh vẫn học. mà vẫn chưa giỏi nè, mà thấy cô ngữ tiếng Trung rồi cô giỏi hơn em mà. Không đâu, cô tiếng Nhật rồi tiếng Trung, nói chung là không có nói được em, tức là đọc hay là gì thì có thể ha, nhưng mà kiểu như để nói một cái trình độ mà À intermediate, một cái trình độ cơ bản thôi thì chưa đâu, à, có kiểu thể như nói thì có thể nói chưa không có được, tức không. là mình biết cái ý đó mình nói như vậy á, nhưng mà mình nói ra cái câu nó không có được, mà Tại cái sự cô không không được có bạn. đó làm bằng cái sự im lặng á. Tại cô không có bạn là cô nói chung là ngại một phần nữa, còn em trai em có bạn em nói chuyện, là em dùng cái tiếng Nhật em nói chuyện với người Trung á, người Trung họ giỏi tiếng Nhật kinh khủng lắm. Ghê vậy. Tôi Nói tưởng chung người là Hàn nó giỏi tiếng Nhật hơn người Trung chứ. người Hàn, người Nhật, người Trung là nói chung là họ học biết sao không? Hai cái nước đó là nó có văn hóa gọi là văn hóa là cái muỗng vàng á, nếu mà không không tiến bộ sẽ bị thụt lùi á, nên họ học kinh khủng lắm, một ngày có thể họ học tới mười mấy tiếng trong trong thư viện hay là trong ấy ha. Nói chung cô coi về cái những mấy bộ phim hiện đại á, thì cô sẽ thấy để ý cái văn hóa đầy lùi của họ, đến nỗi mà cái linh báo cái ông làm trong cái chức vụ lớn mà ông bị áp lực này, ông phải về quê á, trình báo của Trung Quốc á. Rồi rồi cái Trung của rỡn này từ bình rỡn thôi. Rồi cô thử dịch cái từ này thử nào, nhanh quá không. Nó hơi nhanh nha. Câu sau thì thấy, còn câu trước cũng không thấy luôn. Câu dài á, mà Nó câu dài thấy dễ nha. Cái gì mà bỏ gì? Bỏ mình, rồi thấy là chữ bỏ mình rồi. Bỏ mình, hái. Sự mơ. gì Na, phải không? Không thấy được bốn chữ cuối em ơi, em thấy được không? cái từ bé à, bốn chữ cuối này Không có phải. gì xỉn à, để từ cô đọc cái trước Không đây phải đi, đó. rồi rồi hay hay hả, để hay đọc cái xong À sao? bốn cái chữ này cô thấy không, làm việc tiếng Thấy, đúng chữ đó là thấy ban đầu rồi. rồi đọc rồi thử nào.
Nỉ Đây, lý đề xỉn, xỉn, lý y xỉn, xỉn, à. lý xỉn, y xỉn, à, lý xỉn à. Em của đây có khóc không? Thì cơ, tức là cái bối cảnh là người đó họ bị giết ha. Rồi có nói là à, bạn hãy tỉnh lại đi. À, rồi tiếp, coi bốn chữ sau nữa. Em coi coi được không? À, từ nị mên bu sỉnh mời từ coi từng chữ. Nhanh tàu tàu đều gì đó tàu Mỹ dậu chua à. Cao đó à, nhị mên bu sảnh mơ tàu mẹ dậu chua thì chúng tôi Nó đều đọc thấy chưa, thấy chưa, ý cô là cái chữ đó không phải chữ bu mà là chữ hái mà đâu đâu mà chưa chữ hải hái mà xem chiếc bu à, đúng rồi chữ hải nha, đúng rồi hải, chữ hải, chữ hải ủa sao giờ nó đứng lại được rồi nè. ha. Thì đứng bắt nó đứng này nó đứng chứ. Là sao? Ủa chứ không phải là cái hiệu ứng em làm cho nó chạy từ lưng mà. Không, ra là những quà là cái hình thôi. Rồi, nị mên hải sĩ mơ à, tàu mễ dậu chua à, nghĩa là sao? Cô dịch câu này đều chưa có làm chúng tôi vẫn có làm gì hết, chúng tôi vẫn chưa có làm gì hết đúng không? À, nó dịch như vậy. Còn nhớ từ đó ha, nói chung là từ từ xin xin ra là kiểu như là Xỉn tỉnh lại. mà miệng Từ mí xin xỉn à, nên chữ 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 đó là chữ nỉ xịn, nỉ xịn, nỉ xịn. Hai từ, hai từ từ thanh thanh ba thì cái đầu kia nỉ xịn, nỉ xịn, nỉ xịn à. Rồi xỉn. à, cậu đây hỏi người thôi. Người nước nào? Ừ, Nghĩa sư nhà của người rắn. xưa nào của rỡn, Sư gọi xưa của duyên ảnh rỡn, rắn. Sư của rắn. tha sư, tha dễ sư duyên ảnh rỡn ha. Rồi cái vấn đề nói về khả năng, cái đây là nói à, cái từ đây riêng cái từ đây ha, có thể nói bỏ chữ xua cũng được, xua thì nó buồn, nó làm rõ vậy thôi. Mình có thể nói là nị hui duyên dị mà, bạn có thể nó tiếng Anh không, hoặc là nị hui xua duyên dị không à, nói là tôi có thể nói tiếng Anh. Hoa hoa Mấy cái là kiểu như là dùng tiếng Trung học tiếng Trung á, sao này có một cái lượng từ nhất định rồi thế dùng tiếng Trung học tiếng Trung. Nhưng công nhận tiếng Trung người ta thiết kế nó đẹp, người ta dạy hoa như em học mà hoa cái file này em học là em lấy từ những cái bài giảng của tiếng Trung rồi chứ đâu À, tôi tưởng nên tìm lên Google. không, em lấy trong bài giảng của tiếng Trung rồi, tiếng Trung của Australia à, Australia ha, nước Úc á. Rồi phạt của có nhiều sách nó ghi nhầm ha, nó sẽ ghi chữ mình đọc là phạt của ha, mình đọc là phạt của, từ đang để ý có những cái sách nó ghi đúng không phải, không biết là do chứ mình nó đọc sai, đọc nét âm điệu xíu hay là nên cái sách nó ghi dạng biết chứ đúng chính xác là phạt của tở của Intu, Intu là Ấn Độ, tở của nước Đức, nước Đức thủ đô của nước Đức là gì? Ai biết Berlin Berlin á không? Pháp của thủ đô của nước nước, nước Pháp là gì? Paris Paris. Còn thủ đô của nước Úc là gì?
Cái gì nhỉ? Melbourne. Không phải, phải vậy. Ừ, sai rồi. Sydney. Sai. Nước Úc vẫn là nước Úc. Ừ, sai. Không biết. Thủ đô nói đến Úc là nó sẽ nói là Canberra ha. À. Canberra. Rồi. À, cái đây là Bắc Kinh, đây là à, một cái điều mà lúc trước học trong tiếng Nhật không chia sẻ các bạn này. Rồi, các bạn biết một điều là thủ đô Nhật Bản thủ đô của nó là gì? Tokyo đúng không? Kyoto. Nhưng mà Hồi nó là trước chỉ là là Kyoto. à, lúc trước là Kyoto, sau này là sau này Tokyo, nhưng mà Tokyo là thủ đô, gọi là nói chung là nó là thủ đô tạm thời chứ, thủ đô tạm thời á, nhưng mà nó vẫn giữ nha. Chứ thật sự là nếu mà các bạn có nhiều người họ họ nói kêu Nhật Bản không có thủ đô thì các bạn cũng đừng có cãi họ, tại do nó gọi Nhật Bản thì nó Tokyo gọi là thủ đô tạm thời. Rồi cái Pakistan này nó ba ba di sư than nè, nó thủ đô nó là gì? Delhi. Yeah. Nhưng không phải rồi. Đó là của Ấn Độ mà. Này không biết à. Đô của Pakistan nữa là Islamabad. Mà mấy đó sao nhớ nổi trời. Ừ, Islamabad. Nói chung sau này mình học thì nó sẽ đụng là mình nhớ, mình bây giờ đang nói vậy không nhớ, nhưng mà sau này có ai nói lại cái đụng là cái mình nhớ. Chi gì? Y là tại do nó là nước đồ hồi á nên nó sẽ viết những cái chữ này. Y là mà ba đặt. Islamada Ừ. à, Islam ma Sao không? bà Ừ. Y sa này, Y la ma ba này. Còn cái Úc nãy còn nhớ không? Biết luôn. Canberra. 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 Canberra, nói chung là nhắc đến cái con mà Canberra á, mình nhớ là Canberra là thủ đô của nước Úc. Rồi Tây Ban Nha là gì biết không? Nơi xứ sở mà bò tấu nó đấu nhau á, Tây Ban Nha gọi là Madrid ha, Madrid mình nhớ. Ừ, Madrid là của Tây Ban Nha. Còn của anh là thủ đô của anh là gì? Của anh là của Mỹ, London và New York ha. Rồi, ok, biết mà biết nhân vật đây là ai không? Cho tinh trì. Công nhận người những người mê phim có khác à, nói sai hết là mình thay cho Cái Tình Tì đây Thành Long. Ồ mày có à, rồi nhân vật đây. Cho tinh trì. Ừ, thôi khỏi họ phim đi, Lý Tiểu Long nhân vật này cũng không biết luôn Không biết. Không có này. coi. Còn cái ông thứ ba Ông thứ ba là hình như là ông là Trần Chăn, bạn đang biết ai? ông đang thường đóng tên hình như Trần Chăn á, không biết thường đóng phim nên như Ừ. đó. À, Chung Tử Đơn, ông này là Chung Tử Đơn, Trần Chăn á đó, Chung Tử Đơn á. Còn cái Trần Chăn là cái nhân vật hư cấu mà ông đóng tên lái tay trong phim thôi, nên là Chung Tử Đơn, Lý Tiểu Long và Thành Long. Nói chung người người Trung họ thích chữ Long á, chữ Lũng. Rồi còn biết nhân vật nào gần đây rất là nổi tiếng, nhân vật đâu? À, cái đọc gọi là đọc tiểu tử hả? Đó thì đang bị Trung Quốc họ phong sát, lý do là giết người đó, chạy qua Pháp tránh nạn thôi. Sao giết người vậy? Thì nói chung ai biết có xích mích gì đó hả? Là không lẽ bà này bà như vậy mà bà giết người? Ừ. Sao nó Ờ, thế? thì thôi. Chứ sao? Ủa, tự nhiên bà này bà tiền cái đống rồi đẹp nữa. Tự nhiên giết người chi trời. Thì lên mạng có người ta nói là bà giết người sao đó, không biết. Vì lý do Rồi gì? sao?
trong đó em biết cô không có kiểu như không có đọc cái đó ấy, không biết luôn. Cái tin này gọi là những tin hốt, những cái sau cô biết là biết Phi Nhung chết. Trời, đó là idol của cô mà, sao cô không biết được, ngày nào cũng Idol nghe nhạc luôn á. của cô à? Cũng Ok, cô biết là tiểu ương tử đây nó Phi Nhung là gì không, là thứ gì cậu? Tiểu ương tử đây là người ta là nổi tiếng hơn Phi Nhung biết bao nhiêu lần, quá là triệu không, nhưng mà bà này bà không ảnh hưởng gì tới cô hết, nhưng vi á. mà Phi Nhung ảnh hưởng Thì cái nhiều gì nên đó biết. thì cô quan tâm thì cô biết thôi. Rồi, nói về cái idol thì đây chia sẻ idol này, idol cũng chết luôn rồi. Là Đây, sao? đây ông ta mới gọi là idol này, chữ lão sụ. Lão sụ là có biết không? Lão sụ. Là em đang nói ai? Idol của em đi, ông này này cũng bị Covid chết rồi. Ông bị không phải, nói chung là ông bị chắc cũng ấy, chắc kiểu Covid chắc, mà cũng kiểu bị stroke á, tôi biết là stroke nhồi máu cơ tim á, nhồi máy nhồi máu cơ tim á. Phải là heart attack. Đây này, nói chung là 4 tháng trước rồi, mà nói chung là coi thấy em buồn ghê luôn. Hôm nay nói kinh cũng nhiều tiếng, coi có mấy video ông thường thích coi. Ổng là người Mỹ nha, nói rất là nhiều thứ tiếng. Ổng 4 tháng trước mới chết, nói rất là nhiều ngôn ngữ. Mấy ngôn ngữ này thấy mình thấy nói được hay nha. Đó, ổng đây này, cô biết ông đâu không? Chắc biết không? Nó Không, nghe không nó tại do hồi nãy nói chữ lão sụ mà không biết, chắc cũng không biết. nói chung là cô không có kiểu như Cô gì, tại vì cô dành thấy thời gian mà cho học khác, còn em thích coi mấy cái clip nó thực tế vậy này đó. Thì thích đọc mấy cái trực tiếp như thế này học nè. Rồi rồi qua lại rồi đó, nhớ cái chữ gì gì ha. Ok rồi, cô thử đọc tiếp ha. Ra đây. Là chứng sư lý tài lão duyệt cải duyệt tua là Về cái về tôi là cái thành, trong cái thành, trong cái những cái gì gọi là tòa tòa nhà lớn rồi, những tòa nhà, trong nhà tầng của cái thành phố này thì nó càng xây dựng cái những càng có những cái kiến trúc càng ngày càng có nhiều kiến trúc hơn. Cầu tầng á, mình dịch cầu tầng được rồi. Tha tơ hang dị Giê-xua dê hộ rồi. Tiếng Trung của anh ấy càng nói thì càng càng giỏi. Rồi Nị Khanh dị dê à, dị dê xà dê ta lờ à, bạn xem kìa, mưa càng ngày thì nó càng 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 lớn ha. À mấy cái đây phải đang lại học là phải nhớ luôn mấy cái đây này, chứ thôi sau này mình học mình sẽ dễ bị nhầm lậu. Nó giống như có phonetic này, nó chủ yếu là mấy cái tone này, chủ yếu mấy cái tone này, mấy cái này mình sai lần không được. Pronunciation and tone á. Yon trư, yon trư, yon trư. Yon trư là cái xăng đúng không? Dọn trừ, dọn trừ là gì đó? Vẫn sự là kiểu như cái Nguyên tử. À, dọn trừ. Ừ, dọn trừ. À, nguyên tử. Nguyên tử. Tạm ban.
Tạ Ban là trang điểm. Tạ Ban. Ừ, Tạ Ban. Ủa, Tạ Ban là trang điểm. Tạ sao Tạ Phơn, Tạ Ban ta. Ban. Tạ Phan. Ừ, Tạ Phan là Tạ Phan có phải mình làm cơn không ta? Tua Phan là nó cơn. Tạ Phan. Mấy cái này cả học công nhận vậy. Để ta mới biết. Ừ, cái này thôi chắc để qua để em rảnh ra lại. Ngồi ra là hết thời gian này. Ừ. À, chúc mấy cái này tôi học cái thôi. Ừ. Rồi cô thử cô điện cái này Ừ, ok. vô Ờ我家 thử.园子里种Ừ. thì đó Ừ. hẳn tua hoa, tức là có nhiều loại, có nhiều hoa, rất là nhiều hoa, thì trong cái xanh thì có nhiều loại hoa. Như vậy là chọn chữ trưa. Trưa. Ừ. Đúng phải. Ok. Rồi. Rồi, câu số 2. Của trẻ tờ, mẹ chinh tờ. Hỏi sự hỏi doãn à, sự hỏi duyên. Cảm thấy trong cái tứ hợp viên của Bắc Kinh này, thì nó cái kiến kiến trúc tròn trừ tròn trừ tròn trừ vườn hoa có một loại kiến trúc kiến trúc thì văn hóa chứ cái từ từ số là số 2. Rồi tới cô có số 3 nữa nè, từ Chưa nào trộn à, chưa trộn. kiến trúc. Chân tru sinh ra kiến trúc thì loại kiến trúc này thì hiện tại thì nó vừa lấy vừa sợ là Là ủa sao nó không như là gì à đúng không? Ok, cái kiến trúc hoàng điện hiện đại đúng không? Ừ, Gian Tru, xin chào. Hán dị, dê xỉa, dê nản. Đây. Dê xỉa, dê dậu, y sừ. Số 4. Của mình Có không? Sao? an cha Ừ, cái ăn cha sai, quán cha, Doãn quán cha. Quảng hả? Đúng rồi, W O A chính xác. Quán. Doãn, Doãn mà. Ừ. Doãn sao là Quảng? Ừ, quán cha. Doãn mà. Đúng rồi, đây, quán cha này. Doãn cha. Ừ. Chuyển cha. Của mình chuyên gia gì đó. Phụ xin ý cơ rến công chua xuân hộ. Được, cô chọn cái nào? Chọn cái khao. Khao là à, cái này à. Khao là đúng không? Nhà thì bố tôi à, Phu Trinh Y Cơ Rỡn Cung Trua Cung Trua Sơn Hóa công việc ở nhà. À tôi thì bị cả nhà là bắt gì của cai của dịch sao Tức là kiểu như là toàn bộ gia đình tôi thì phụ thuộc vào
tức là cái công việc mà tức là do là bố, tức là phụ thuộc vào bố đó, tức là kinh tế tài chính chính của gia đình đó. Rồi sư của chua ta chay chỉnh nín chán chán à nếm thử hả? Mời bạn nếm thử à cái thức ăn này là do tôi chính tay tôi làm nè bạn đem nếm thử ha. Này. Rồi, hôm nay đi, đến đây nha, để cho nghe lại được chuẩn nè. Chuyển 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 Chuyển. chuyển Chuyển ha. chuyển chứ không phải quán đâu. Chuyển. Chuyển 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 cho chuyển ha. Tại do bữa trước giờ. cái tấm hình cái bài giới thiệu nhà tôi á. Nhà tôi có bao nhiêu người á, nó bố chồng tôi, mẹ chồng tôi. Đây là cái nhà con trai tôi con gái tôi thì nó có trong cái bức hình này nó có thì nó nhớ từ trẻ này ha. Rồi. Rồi. Ok hôm nay đến đây nha. Ok, quán A. Gì nói gì Quán A. à quán ăn ok quán ăn Mấy thiên nị chỉ chọn nị chỉ tên chỉ tên suy treo mấy thiên nị chỉ chọn chỉ tên suy treo mà Sử二点sử ơ tên nị what what thinh suy chậm nị suy gì gì dĩ dâu nị dĩ dâu suy châu trậu suy châu y tẹn từ dĩ dâu dĩ dâu dĩ dâu bạn nên ngủ sớm một chút ha ok Ok.